Một trong những người mà thường xuyên nhắc nhở các bạn về giá trị của Bitcoin là một cái tài sản lưu trữ giá trị Có thể nhiều bạn không đồng ý vì nhìn giá trị của Bitcoin trong thời gian qua Nhưng mà thật ra chúng ta có thể nhìn trong thời gian quá ngắn hạn Khi mà chúng ta nhìn dài hạn hơn đó, đừng nói tới là nhìn vào 10 năm, các bạn nhìn vào thời gian 6 năm trước, 7 năm trước mà nhìn vào giá cả của BTC 2 năm trước so với lại giá của những chỉ số như là S&P 500, giá của bất động sản Hoa Kỳ, giá của vàng khi chúng ta quy ra Bitcoin đó thì theo thời gian như các bạn nhìn thấy trên màn hình đó thì theo thời gian chúng ta vẫn tiếp tục thấy được Bitcoin là một tài sản lưu trữ giá trị tốt hơn dài hạn. Có thể là nhiều bạn không đồng ý với cái suy nghĩ này, có thể nhiều bạn đồng ý cũng được thôi như thằng đã chia sẻ trong video ngày hôm qua có người đồng ý, có người không đồng ý cho nên chúng ta mới gọi là cơ hội chứ ai cũng đồng ý hết thì đâu còn gì gọi là cơ hội đâu các bạn. Và đương nhiên trong thời gian là 10 năm tới đây, Bitcoin đã có khoảng chừng 13 năm rồi. Thì trong trong 13 năm qua đó giá BTC đi từ không có bao nhiêu cho đến thời gian bây giờ là 20.662 à, thì trong vòng 10 năm tới đó có khả năng tăng như vậy hay không thì tôi nghĩ là cái phần trăm tăng trưởng nó sẽ giảm đi nhưng mà thuận vẫn có lòng tin là 10 năm sau chúng ta nhìn lại so sánh với sự tăng trưởng của bitcoin với là những cái mảng đầu tư khác đó thì vẫn cho thì được bitcoin là cái mảng đầu tư có giá trị và lưu trữ giá trị tốt hơn những mảng đầu tư khác đó là một tình của thuận rất nhiều người họ không thấy bitcoin thì họ thường hay lấy cái điểm cao nhất giá của BDC và họ so sánh với mức hiện tại và họ nói là thấy chưa Bitcoin giảm giá rất nhiều so với những loại tài sản khác nhưng mà họ lại không làm điều ngược lại lấy giá trị của BTC từ mức thấp so sánh với lại cái giá trị hiện tại để thấy được là phần trăm tăng trưởng là bao nhiêu các bạn cứ lấy những tài sản như là chúng ta nói tới bất động sản hay là chúng ta nói tới những chỉ số chứng khoán như là S&P 500 đi hay là vàng đi chúng ta trở lại năm 2020 đi thì chúng ta được là cái khoảng thời gian 2 năm qua là khoảng thời gian mà những cái mạng đầu tư tăng trưởng rất nhiều thì bây giờ giá của BTC so với năm 2020 đó thì vẫn tăng hơn 4 lần nữa các bạn. Nhưng mạng đầu tư khác thì không phải như vậy. Có phải thường nói như vậy thì các bạn sao all in thì không thì thường đương nhiên là không bao giờ khuyến khích bất cứ ai làm điều gì liên quan tới đầu tư Thường như chia sẻ thông tin mà thôi và bản thân thuận nên thì các bạn đã biết là không bao giờ all in hay là all out Thường đầu tư dài hạn và đương nhiên trong thời gian đó thường cũng có chút lời Và đầu tư dài hạn có nghĩa là có chiến lược và chiến lược của thường đó chính là trung bình giá theo thời gian dài hạn như là thuận chia sẻ thường xuyên với các bạn và để thuận chia sẻ một cái điều khác với các bạn liên quan tới Michael Saylor không phải là thuận nói Michael Saylor dở hay là giỏi thuận chỉ muốn chia sẻ cái sự khác biệt mà thôi thì chúng ta lấy Michael Saylor làm ví dụ đi Michael Saylor đó là người đứng đầu của công ty Michael Strategy bây giờ không phải là CEO nữa nhưng mà vẫn là chủ tịch hội đồng quản trị của Michael Strategy thì là một trong những người mà cực kỳ tin tưởng vào tương lai của BTC và các bạn cũng không có thể nào nghi ngờ nữa cái sự tin tưởng đó thông qua việc là Michael Strategy và bản thân Michael đã bỏ ra biết bao nhiêu là tiền để thu mua bây giờ công ty Michael Strategy là công ty lưu trữ nhiều Bitcoin nhất trên thế giới hiện tại 130.000 BTC và Michael Saylor lúc nào cũng nói là Diamond Hand và sẽ không bao giờ bán Bitcoin Nhưng mà người ta có tin được hay là không thì đương nhiên nên thường không thể nào mà đảm bảo cho Michael Saylor được Nhưng mà cái thường muốn chia sẻ với các bạn đó là dựa theo những tài liệu mà chúng ta có hiện bây giờ đó Thì cái số lượng tiền mà Michael Saylor và Michael Stride dùng để mà mua Bitcoin đó Thì cái số tiền đó một phần là, là đến từ mượn nợ và các bạn nên nhớ đó, mượn nợ thì các bạn phải trả tiền lãi và khi mà đến kỳ hạn là phải trả nợ và bây giờ đó thì chỉ còn 17 tháng nữa thôi có nghĩa là khoảng tháng 12 năm 2025 đó thì MicroStrategy sẽ phải trả 885 triệu tiền nợ và phải trả hết cái số nợ mà vay mượn đó là con số đó thường nhớ là cũng lên tới hàng tỷ đó các bạn là khoảng chừng đầu năm 2027 thì từ đấy đến đó vẫn còn một cái thời gian và tôi nghĩ là Michael Taylor đang cá cược là năm 2025 đó cuối năm đó thì giá BTC sẽ cao hơn bây giờ rất là nhiều nhưng mà không những là cao hơn bây giờ mà còn phải cao hơn 30.000 đô nữa các bạn tại vì cái phần lớn uh, MicroStrategy mua là ở mức đó mà và họ mua rất là nhanh luôn chứ không phải là họ chia ra chung mình giá như là thuận hơn nhiều bạn cho nên câu trả lời của Thuận đó là Michael Saylor có bán Bitcoin hay là không hay là sẽ lưu trữ Diamond Hand như là ông ta nói thì Thuận không biết được nhưng mà Thuận có thể chia sẻ là nếu như mà đến cuối năm 2025 mà tình hình không như ý muốn đó, giá BDC vẫn ở mức này hoặc là thấp hơn đó Thì lúc đó cho dù muốn hay không muốn đó, tôi nghĩ là MicroStrategy cũng phải bán Bitcoin một phần Không phải là bán hết, phải bán một phần để làm gì? Để mà trả cái số nợ là 885 triệu đô la Và tới năm 2027 đó, nếu như mà tình hình không như ý muốn thì họ cũng vẫn phải bán Bitcoin để trả hết cái phần còn lại luôn bạn thấy được là mỗi một năm đó cái tiền lời mà công ty phải trả là tới 46 triệu đô la không phải là một con số nhỏ đó các bạn đây là một cái cuộc cá cược rất là lớn cho một công ty và công ty Michael Strategy có thể là cùng sống chết với lại BTC luôn nếu các bạn hỏi thuần đó thì đương nhiên là thuần có lòng tin là tới năm 2025 giá sẽ tốt hơn bây giờ rất là nhiều và đương nhiên tới năm 2027 đó là thuần càng có lòng tin hơn là giá sẽ rất là cao chứ không phải là như bây giờ nhưng mà đối với lòng tin của thuần đó thì thuần đầu tư trong một số tiền mà thuần cảm thấy là quản lý được và thuần đầu tư chung mình giá dài hạn và thuần cũng thường hay chia sẻ với các bạn hàng tuần đó liên quan đến những tài sản lưu trữ crypto là khoảng 34% hiện bây giờ là phần trăm lớn nhất nhưng mà không phải là tất cả thường vẫn lưu trữ tiền mặt vẫn đi làm vẫn kiếm tiền vẫn tiếp tục cuộc sống của mình Michael Strategy nếu không đúng thì có thể là không tiếp tục được đâu các bạn cho nên đối với thuận đó tới năm 2025 hay là năm 2027 nếu như mà giá không nghĩ muốn thì dù muốn hay là không tôi nghĩ là Michael Strategy vẫn phải bán Bitcoin để trả một số nợ đó là điều đầu tiên điều thứ nhì đó có thể nhiều bạn nói là Tại sao mà cổ đông của MicroStrategy lại cho phép MicroSailor mượn số nợ lớn như vậy để mà cá cược bộ giá của BTC trong tương lai? Có phải họ cũng rất tin tưởng hay là không? À, và tại sao họ lại điên đồ như vậy? Thì không phải đâu các bạn. Có thể chúng ta đã nhìn quá nhỏ một phần à, của công ty này. Chúng ta nhìn thấy được là đúng là giá của BTC từ lúc họ mua tới bây giờ đó, đã đang lỗ chứ không phải là lời. Nhưng mà ngược lại đó các bạn có biết là từ lúc mà công ty này thông báo là thu mua Bitcoin đó, chúng ta chỉ tính đây là khoảng thời gian là từ tháng 8 của năm 2020 cho đến tháng 8 của năm 2022 mà thôi. Trong thời gian đó chúng ta vẫn thấy được là giá của BTC đó là tăng 94%, cao hơn nhiều so với lại những công ty công nghệ khác cũng như là so với những cái chỉ số là S&P 500, Nasdaq và nhất là vàng. Nhưng mà ngược lại đó điều quan trọng hơn là các bạn có biết là trong khoảng thời gian đó đó cổ phiếu của MicroStra chỉ tăng 123% hay là không Tăng còn nhiều hơn cả BTC nữa Cho nên đúng là có thể nhiều người nói là quá nguy hiểm Và Bitcoin đó từ lúc họ mua tới bây giờ là coi như đã lỗ bên cái phần Bitcoin Nhưng mà các bạn có biết là công ty này đã có thể rất có lời Những cổ đông rất có lời tại vì cổ phiếu đã tăng lên Cho nên chúng ta phải nhìn vào nhiều phương diện khác nhau Nhưng mà dù sao hay nữa đó Thuận thì cũng không có khuyến khích vay mượn để mà đi thu mua những cái tài sản các bạn đã thấy được là cái tiêu chí của thuận đó thuận chia sẻ với các bạn hàng tuần đó chính là trước hết đó, đừng tin ai thứ nhì là tự tìm hiểu thứ ba là các bạn nên tự giữ crypto đừng tin công ty thứ ba nào hết nếu có thể à, kế tiếp là các bạn phải nhớ chút lời các bạn không chút lời đây người khác cũng sẽ chút lời mà thôi điều kế tiếp đó là phân bổ vốn các bạn lúc nào cũng phải chia ra những mã nội tư khác nhau các bạn cũng phải chia ra những đồng khác nhau và lưu trữ tiền mặt đó không hẳn đều, đều được điều xấu đâu các bạn và kế đó là không vay mượn Đầu tư đó đã căng thẳng rồi Các bạn vay mượn các bạn lại càng sẽ căng thẳng hơn Và sẽ dẫn đến nhiều cái quyết định sai lầm Và cuối cùng zoom out đầu tư dài hạn vẫn là tiêu chí của thuần Và nói tới đây đó các bạn có biết là thị trường đã xóa sổ hơn 70% triệu phú Bitcoin trong năm nay Tổng số triệu phú Bitcoin đó bây giờ là 29.497 tính đến ngày 28 tháng 9 Và đây là dựa theo dữ liệu on-chain mà thôi Nó không có hoàn toàn chính xác nhưng mà nó cũng cho các bạn thấy được một cái xu hướng là khi mà chúng ta thấy giá đi xuống vậy đó thì nhiều người có thể là họ chưa có chút lời thì uh, họ nghĩ là họ đã triệu phú nhưng mà bây giờ là không phải cho nên bài học chút lời đó đây là một bài học mà các bạn cần phải uh, tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân của mình trong thời gian mà tăng trưởng như năm ngoái đó thuận đã ít nhất là 8 lần chia sẻ với các bạn trên mạng xã hội trên những youtube video về khái niệm chút lời rồi và đây sẽ là một trong những gì mà thuận tiếp tục nhắc nhở các bạn trong thời gian tới đây và đây là tất cả những thông tin mà thùng muốn chia sẻ với các bạn trong cái video này à, mới đây các bạn thấy được là có một cái bài liên quan đến sales thì để thùng chia sẻ luôn đó chính là Vấn đề đi đến ra thì vẫn chưa có ngày kết thúc đâu các bạn. Không giống như là cái công ty Voyager. Voyager thì ít ra bây giờ chỉ chờ đợi tất cả giấy tờ hoàn tất. Rồi sau đó đó thì Sam Bankman Free của FTX sẽ thông báo để cho mọi người đăng ký sang FTX. Và được nhận lại cái số tiền khoảng chừng là 70% của cái số lượng mà bị mất đi của Voyager. Thì coi như cái phần đó là gần xong rồi. Nhưng mà Celsius thì đáng tiếc vẫn chưa có xong đâu. Bây giờ vẫn còn đang tranh cãi về cái việc là Celsius muốn... À, dùng 3 triệu đô la để mà trả tiền hoa hồng cho một số nhân viên để họ đừng có rời khỏi công ty Bây giờ vẫn còn một cái sự tranh cãi, chúng ta không biết được là sao chừng nào mới xong và những nạn nhân khi nào mới nhận được phần tiền Và thật sự không biết là còn lại bao nhiêu tiền, tại vì càng kéo dài ra thì chi tiêu càng cao Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Một lần nữa đó Thuận cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video này Nhưng mà nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital đó thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới cái video này để tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus khi mà tham gia vào những sàn như là CoinW, OKX hay là các bạn có thể nhận được giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là OKX, Binance, Bybit, FTX vân vân và tất cả những thông tin thì các bạn sẽ có thể tìm thấy được ở dưới cái video này và một lần nữa ngày mai Thuần sẽ không có video Và Thuần hy vọng là các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I got to have it? I ain't even playing, got a really bad habit if it moves got to grab it. fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got